Ok, nhắn nút nhá, chị đợi nhá. Hello, oh, hello, hôm nào, chào em. Ủa, không em. Không, không công khai nhưng mà vẫn thuê con kia đâu. Ôi, chị em bảo vệ. À không, chị không nói một gì cả. Em mất mình là đi. Em ổn, chị đã ừ, nhưng mà chị không ổn. Chị đang cô đơn, buồn. Ô, oh, cảm ơn chị Nam Miu, hello chị Nam Miu. Em không phải là người trong cuộc, em không biết cuộc trong khen này. Cảm ơn em. Qua rồi thì thôi mọi người đừng nhắc nữa. Ôi, hôm nay có gì mới không nhỉ? Mẹ tăng hình, sao mẹ tăng hình rồi? Cho em cho mặt cảm vâng ạ em vẫn xem lại và ăn được trong cùng một hiểu đó cho nên là mình làm gì là đều có lý của mình vẫn xem thế cơ thế là tính hôm nay đưa bài tí thôi. Ôi cảm ơn Miu Miu ôi nhìn cái này con làm sao lạ đấy tưng tôi phải vào đập trứng của mình. Tôi cũng phải vào đập trứng của mình. Con tìm ai? Tôi ra ngày mai em mới tìm ai. Xem action scene là gì? Xem action này, action là ui dồi hết rồi. Action là action gì? À chuyện gì? Chào khoai tây nhé. Đợi tí. Đợi tôi một tí anh em trong lúc đợi tôi xem mấy clip action của action C action C thôi để cho 2 phút được đập cho đập một chút này được không? Mọi người ơi mọi người tại sao mà nó không nào đấy. Ngày hôm nay mình đang không được đẹp mọi người ạ. Mình chưa có làm tóc. Cảm ơn mình là Miu. Mình chưa có làm tóc thì cũng không có make up thì nhiều mắt mình thì còn đang sưng. Mình bị ra thì mới học xong. Cảm ơn. Cảm ơn thân thân khi. Thank you. Cảm ơn mèo. Ôi tên lửa của anh hả? Cảm ơn tên lửa của anh nhá. Vâng, mặt nó có son đấy mọi người ạ. Cảm ơn mèo, cảm ơn em nhé. Cảm ơn mèo này này. Đợi đi, đợi mình nhớ. Mèo cảm ơn mèo, chào em. Chị tập thể dục không rồi đấy. Chị ít khi tập thể dục lắm em. Chị chủ yếu là gầy. Chị có chạy, chị có hay chạy đi lên đi xuống không hả? Với là chị dùng các xe để kéo. Giờ một tí không nữa là đây đợi một tí đó. Một tí đó. Một tí đó. 5, 4, 3, 2, 1. Đâu, lên YouTube cái gì, Action C là cái gì? 10 con, ơ 10 con, tức ghê. Action C. Ủa?
Ủa anh Tiến, ủa anh Tiến Hoàng nè, ủa ông là đóng phim chung với tôi mà. Ủa tên hay lắm chị, để có gì chị hỏi thử ông, hỏi ông Tiến Hoàng coi. Ủa anh Tiến cao lắm. Cảm ơn Lê Hồng Nhung đã đến với chị đấy. Bây giờ mọi người cùng rớt mắt vào mùa phốt. Ừ, hôm nay có phốt đúng không? Phốt gì? Cái YouTube của Mai là quên báo cái trời nha. Pay bự là pay của chị. Không em, pay bự là không phải pay của chị. Nhưng mà pay để hay đăng chị thôi, không có gì. À, không có gì thôi của em. Thì anh lại đổ em nữa rồi. Khổ quá, cứ lỗi mà anh cơ. Thấy không? Cảm ơn người hát anh Bang. Anh Bang thì hay hồn định luôn. Phốt Quỳnh Mai body trắng đẹp. Đây đấy. Cảm ơn Phương Văn Hạ. Chào em. Vâng, tôi chào đấy, chào hết. Được chưa? Không muốn. Trời ơi. Trời ơi không có vui gì hết. Trời ơi. Phốt Quỳnh Mai và gương mặt đánh vào. Phốt chị tâm hồn quá đẹp. Thế này thì để thế này thì đến đến bộ ảnh sau các anh chị sẽ nói thành cái gì nữa. Ừ, hết nữa nói rồi. Và đến ngày mai đi chụp bộ ảnh mới rồi các bạn. Mai chụp bộ ảnh. Nhưng mà cái vấn đề nó là như thế này, mọi người thấy cái bộ hình mới nó có đẹp không? Vâng, bộ hình mới khá đẹp. Ôi cảm ơn mình làm yêu lại con chứng luôn nhỉ. Chị đã nhấn nam hả? Ok, chị ơi, chị nhờ chị nhấn nam hả? Mọi người thấy cái bộ ảnh mới không? Đó, nó là như vậy. Có rất là nhiều bộ ảnh đẹp khác. Nhưng tại sao không bộ nào lên báo mà cái bộ tôi tự nhiên lên báo là thấy không? Thấy không? Ờ, xinh đẹp, mỹ nhũ gì đó, sao không nghe đi.
Thank you.
karena pasti kau menang terus. Misalnya berapa? Tak satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima, dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh delapan, dua puluh sembilan, tiga puluh, tiga puluh satu, tiga puluh dua, tiga puluh tiga, tiga puluh empat, tiga puluh lima, tiga puluh enam, tiga puluh tujuh, tiga puluh delapan, tiga puluh sembilan, empat puluh.